Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đủ ba tuần đề. Cơm nam thì thịnh ghi khế chua măng vào trầu tên cánh phượng hoa hồng nghề. Phật non tiên thấy ngàn tam đảo núi Tây Thiên Di Kỳ, hồ bát nhã thời thời bất bất cổ, con nước vàng thác mạc như in có cầu, ô thước sông thuyền mọi thứ nở hoa cạnh lên trang điểm bà xa, cạnh lên trang điểm bà xa mừng cây cổ thụ năm ba cội đồng đã minh nguyệt phóng quang là thế tài văn hoa bút tuệ quang huy thế gian điều thế nan chi đi hà sương thanh gia hồi cung chúa bói nguyệt hồ sắc văn chúa bói nguyệt hồ bắc gia yên thế là nơi quê nhà anh lên từ cao sơn bạch bạch bạc hỏi thăm đền chúa nguyệt nơi nào cả ghế hỏi thăm mê phố em mà vào ý nghĩ à chú
sớm âm thầm mồ côi cha mẹ nay gặp thầy quỳ ngóc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cốt năm phương khai hoàn nền sông đông chú soi sáng gần xa soi đường lúc nào nở hoa bốn mùa soi đường lúc nào bốn mùa nở hoa hoa trên đôi mây tìm chú đi hái hoa hồng
đôi tay cây chua hai hoa phù dung, kia là hoa cúc hoa mai hoa sói hoa nàn bông hoa nào cũng sai thiên đình sắc chỉ cho giang
sân diệt lũ tà tình. Suối ơi, suối ơi, suối chảy gì?
Hương trầm nghề hoa
xưa dõi truyền có bà chú quận ngũ phương nghề để nghề à. Dục dục nhan sắc khác đào tiên nga chúng thiên thiên một tòa ngũ phương bàn cảnh như chúa bà đại phương quyền chủ tay ba bốn năm phương nghề một kẻ cơ
tiên gia hầu chúa thú cho bạc và đời đa. Quan đèo cao ngàn xanh chuông về đây, dòng dòng dòng
đang vui chúa trở ra về với tay chào các ngươi xin hẹn vẫn sau và đời con cho nó cho mời nhớ vượt lên chúa đang tuổi rất.